lậu. Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người đến YouTube của mình. Hôm nay thì người sẽ cùng mình xem các cái mẫu giày có tại cửa hàng của nhà mình nha mọi người nhé. Đấy, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu giày bé gái. Đây, đầu tiên là giày của bé gái sẽ được trong cái hộp như này. Mọi người thấy không? Hộp nó rất là vuông vặn như này. Hộp là hộp màu đỏ như này. Size thì nó sẽ có size từ size mẫu này thì mình sẽ lấy ra bé từ size 26 cho đến size 37. Đây, bắt đầu mẫu mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Hàng của nhà mình sẽ là hàng có item như này. Item này không phải item mềm mà item cứng mọi người nhé. Mẫu này thì sẽ có item cứng này, một tem gấu và một tem chữ nhật như này mọi người nhé. Đây nha mọi người. Đổ mọi người. Đây, sẽ là giày như này mọi người này. Đây. Đây nha, đây là mẫu bé gái mình giới thiệu cho mọi người này. Đây cái viền này nó là hình Elsa mọi người nhá, đây có cánh tiên. Đây cánh tiên của nó đây. Đây mọi người nhìn thấy đẹp không? Cái mẫu này thì mình có size dao động từ size 32 cho đến size 38 mọi người nhé. Bao đẹp cho mọi người luôn này. Đế, cái đế xoắn này năm nay rất là mốt, mẫu mới luôn này mọi người này. Đây, tem của nó thì sẽ có hai tem như này nhá. Trong hộp giày thì nó sẽ có gói chống ẩm với mọi người ạ. Gói chống ẩm và có tem nhé. Cái mẫu này thì mình sẽ có hai mẫu này là mẫu dán cho chị em này mọi người. Đây. Đây là cái dán thì sẽ là cái lớp dính của nó như này nha mọi người nhé. Lớp dính của nó sẽ như này. Đây. Lớp dính của nó sẽ như này. Đây mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Cái mẫu này thì mình sẽ có hai màu. Đây. Sẽ có màu tím và màu hồng. Cái viền này nó sẽ sáng cho mọi người nhé. Cái viền bạc nó sẽ ánh sáng này. Dù như là tầm ánh nắng nó sẽ không sáng này mọi người này. Đây, đây là phản quang mọi người nhé. Phản quang này nó sẽ sáng này. Nhưng cả cái màu tím này nó cũng có phản quang nữa nhé. Đây người ta gọi là giày sa phản quang mọi người. Đây. Đây nha. Đây mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Mẫu này nó có size từ hàng này hàng đủ size đủ số mọi người nhé. Từ 32 thì mình bán size 38. Đây là size đại của con bé nhất. Đây là size 38 mọi người. Đấy, size 38 là hàng của trẻ em mọi người nhé, không phải hàng của
vâng, hàng hàng cái gì hàng người lớn là size 38 rất là to, nhưng đây hàng của chị em mọi người nhé. Xem rồi nhé, các bạn thấy video của mình hay các bạn nhớ ấn like, share, subscribe cho mình nhé.